Hiện nay, tình trạng thanh niên người dân tộc thiểu số thiếu việc làm, thậm chí thất nghiệp đang khá phổ biến. Một trong những nguyên nhân được xác định bởi họ chưa nhận thức được những tư vấn, hỗ trợ kịp thời ngay khi còn ngồi trên ghế trường học phổ thông, dẫn đến thiếu tự tin để khởi nghiệp. Sinh năm 1986, do nhà nghèo nên mới học hết lớp 3, Tần Thị Xu buộc phải bỏ học cùng chị gái đi bán hàng thổ cẩm giúp đỡ gia đình. Thời gian qua đi, giờ đây Tần Thị Xu đã trở thành giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn doanh nghiệp xã hội du lịch Sapa, Âu Châu. Được nhiều đơn vị truyền thông trong và ngoài nước nhắc đến về nghị lực vượt khó, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ thanh niên vùng cao khởi nghiệp. Đến nay, chị Xu đã giúp được trên 200 học sinh là đồng bào dân tộc học nghề và có việc làm. Năm 2016, Tần Thị Xu đã được tờ tạp chí nổi tiếng Forbes tôn vinh là một trong 30 gương mặt trẻ Việt Nam dưới 30 tuổi. Năm 2017, Xu tiếp tục vinh dự được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lương Đình Của lần thứ 12, trở thành nhân vật điển hình để tuổi trẻ vùng cao học tập. Những cái thanh niên dân tộc thiểu số khi mà họ khởi nghiệp đấy thì họ cảm thấy rất là rù rè về cái vấn đề là họ nghĩ rằng là thứ nhất là họ không có vốn. Thứ hai nữa là họ chưa nhận ra được cái tiềm năng tại địa phương để họ phát triển. Ví dụ như họ mong muốn là sản xuất về nông nghiệp thì họ cũng không biết là trồng cây gì, nuôi con gì. Thì đấy là cái sự thiếu tự tin của họ. Và một cái cản trở nữa là từ cái gia đình. Vì là gia đình không được có ủng hộ nên họ cảm thấy không tự tin. Và đặc biệt nữa là cái những cái người xung quanh cũng như là cộng đồng thì còn rất thiếu rất nhiều cái sự tác động ảnh hưởng như họ. Ví dụ như họ chưa có một cái mô hình hay là một con người để tác động đến họ. Thì đấy là những cái mà thanh niên dân tộc thiểu số họ còn chưa tự tin về cái vấn đề lọc nghề và khởi nghiệp. Thiếu tự tin để khởi nghiệp, đó là đặc điểm chung trong thanh niên người dân tộc thiểu số. Mà một trong những nguyên nhân chính đó là do hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường phổ thông còn nhiều hạn chế. Trên cả hai phương pháp điều tra định tính và định lượng của một tổ chức tư vấn độc lập trong quá trình khảo sát để triển khai dự án AEA tại ba địa phương là thành phố Lào Cai, thị xã Sapa và Bắc Hà cho thấy, chỉ có khoảng 30% học sinh được hỏi cảm thấy hài lòng về hoạt động giáo dục nghề nghiệp hiện nay. Thì cái nghiên cứu của chúng tôi không khẳng định rằng là cho toàn bộ tỉnh Lào Cai. Chúng tôi chỉ khẳng định trên cái quần thể mẫu của chúng tôi, quần thể mẫu mà của cái cuộc khảo sát này hướng tới thôi. Thế còn ngoài ra thì cũng có so sánh với cả các cái số liệu thống kê của tỉnh để xem là nó có cái điểm vênh gì giữa hai bên không. Tất nhiên là phương pháp khác nhau thì là nó sẽ ra những cái con số khác nhau rồi. Thế nhưng mà cái thông tin mà từ thống kê thứ cấp ý, là một cái thông tin rất là quan trọng. Ví dụ như khi chúng tôi phỏng vấn giáo viên chẳng hạn, thì giáo viên thì sẽ được phỏng vấn ở một cái phòng mà đảm bảo nó riêng tư và thoải mái, chứ không cùng ngồi cùng với hiệu trưởng. Hiệu trưởng thì sẽ được bố trí ra một phòng khác để đảm bảo rằng là người ta rất là chia sẻ, thoải mái để chia sẻ cái thông tin của mình. Quá trình xây dựng đề án về giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông giai đoạn 2019-2025 và kế hoạch phân luồng số 63 giai đoạn 2018-2025, Sở Giáo dục Đào tạo Lào Cai cũng đã khảo sát và nhận rõ những khó khăn trong công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Khó khăn thứ nhất là cái tài liệu giáo dục hướng nghiệp hiện nay ở trong các cái trường trung học cơ sở và trung học phổ thông thì cũng đã được xuất bản từ lâu và cũng chưa cập nhật được những cái nội dung mới và nó cũng chưa thực sự là phù hợp với các địa phương. Cái thứ hai là đội ngũ cán bộ làm công tác hướng nghiệp của chúng ta hiện nay chủ yếu là kiêm nhiệm giáo viên dạy các môn văn hóa thực hiện nội dung này, chưa thực sự là được tập huấn một cách bài bản về làm công tác hướng nghiệp, cho nên là đấy là những cái khó khăn, những cái vấn đề đặt ra trong công tác hướng nghiệp ở các trường. Khó khăn không có nghĩa không thể vượt qua, nhất là khi đã chủ động tìm hiểu, nhận rõ những tồn tại hạn chế, cùng với những tác động từ dự án của Tổ chức Phi Chính phủ AEA và Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc đang được triển khai. Hy vọng rằng thời gian tới, hoạt động hướng nghiệp trong các cơ sở giáo dục của Lào Cai sẽ đạt hiệu quả cao hơn, tạo nền tảng giúp thanh niên đồng bào các dân tộc thiểu số thêm tự tin khi bước vào khởi nghiệp.